Mến chào và cảm ơn tất cả các bạn đang xem video. Ở video trước, chúng ta đã tìm hiểu về sự khởi đầu và kết thúc trải qua 12 đời vua của triều đại nhà Trần. Trong vài phút của video này, xin gửi tới tất cả các thông tin về một triều đại tồn tại ngắn nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam, triều đại nhà Hồ với quốc hiệu là Đại Ngô. Trong những năm cuối cùng của triều đại nhà Trần, Hồ Quý Ly ngày càng nắm hết binh quyền trong triều. Năm 1387, ông được phong làm tể tướng. Từ đó, quyền lực của ông gần như tuyệt đối, có khi át cả vua Trần. Các quý tộc và quan lại trung thành với nhà Trần nhiều lần kết hợp với nhau, lật đổ Hồ Quý Ly, nhưng tất cả đều thất bại. Nhà Trần trải qua nhiều biến cố, nhiều thăng trầm và ngày càng suy yếu. Ngày 28 tháng 2 năm 1400, Hồ Quý Ly buộc vua Trần Thiếu Đế, ông vua cuối cùng của triều đại nhà Trần và là cháu ngoại của Hồ Quý Ly nhờ ngôi. Nhà Hồ thành lập, Hồ Quý Ly lên làm vua, đổi quốc hiệu từ Đại Việt sang Đại Ngô. Quốc hiệu Đại Việt đã tồn tại từ thời Lý, bắt đầu từ năm 1054 khi vua Lý Thánh Tông lên ngôi. Hồ Quý Ly lấy quốc hiệu là Đại Ngô với mong muốn đất nước luôn hòa bình, yên vui và trường tồn. Bởi chữ Ngô trong Đại Ngô nghĩa là sự yên vui. Nếu như nhà Trần tồn tại trong 175 năm, nhà Hậu Lê tồn tại trong 356 năm, thì nhà Hồ là triều đại có tuổi thọ ngắn nhất trong lịch sử, chỉ có 7 năm, từ năm 1400 đến năm 1407. Sau khi chiếm ngôi nhà Trần, Hồ Quý Ly lên làm vua trong 1 năm, rồi nhường cho con là Hồ Hán Thương lên làm Thái Thượng Hoàng. Tuy nhiên, các việc lớn nhỏ trong triều vẫn do Hồ Quý Ly quyết định. Nhà Hồ tuy chỉ tồn tại trong 7 năm và trải qua 2 đời vua, nhưng Hồ Quý Ly và triều đại nhà Hồ đã có nhiều cải cách tiến bộ trong lĩnh vực kinh tế và hành chính. Một trong những cải cách đó là phát hành tiền giấy. Tiền giấy được phát hành lần đầu năm 1396 dưới thời vua Trần Thuận Tông. Tuy nhiên, người ra quyết định phát hành tiền giấy có lẽ là Hồ Quý Ly. Sau khi lên ngôi, Hồ Quý Ly lại cho làm sổ hộ tỉnh, lập kho dự trữ thóc gạo, hạn chế gian hồ, quy định lại hình luật thuế và tô ruộng, di dân vào các vùng đất chiếm được của Chiêm Thành, nay là vùng Quảng Nam và Quảng Ngãi, để khai hoang mở rộng lãnh thổ. Ông còn cho thành lập các cơ quan chăm sóc y tế. Tuy nhiên, những thủ đoạn mà Hồ Quý Ly sử dụng để lên ngôi vua làm mất lòng dân, nên những cải cách nhà Hồ đưa ra không được dân ủng hộ, hầu hết là không thành công. Chẳng hạn, việc phát hành tiền giấy không được dân ưa chuộng. Để bắt dân dùng tiền giấy, nhà nước cấm lưu hành tiền đồng. Ai lưu hành tiền đồng đều bị xử tội rất nặng. Một trong những lý do tiền giấy không được ưa chuộng là tiền giấy dễ làm giả, mực in không bền, chỉ cần dính nước là nghe ra không tiêu được, vậy xem như mất tiền rồi. Việc phát hành tiền giấy của Hồ Quý Ly được nhiều người khen ngợi là đi trước thời đại. Tuy nhiên, có lẽ mục đích sâu xa là thu gom hết tiền đồng về để chế tạo súng, vì súng thần công lúc này được đúc bằng đồng. Trước âm mưu xâm lược của nhà Minh, nhà Hồ lại gấp rút củng cố quân đội, tăng cường phòng thủ, tăng cường xây thành đắp lũy. Đặc biệt là thành Tây Đô, thành nhà Hồ. Thành có chu vi khoảng 3,5 km, rộng khoảng 150 hectare. To lớn là thế, rộng là thế, nhưng chỉ xây trong 3 tháng. Có thể thấy, nhà Hồ đã vắt kiệt sức dân. Nhân dân đã đói khổ, nay lại phải đi lính, đi phu, xây thành đắp lũy. Dân vốn đã quay lưng với nhà Hồ, nay lại càng căm ghét hơn. Điều đó giải thích vì sao? Khi quân Minh xâm lược nhà Hồ nhanh chóng thất bại dù là tường cao và hào sâu. Nhà Hồ thua trận, Thượng Hoàng Hồ Quý Ly, vua Hồ Hán Thương cùng các con cháu đều bị bắt đưa về Trung Quốc, hầu hết đều bị xử chém. Con trưởng của Hồ Quý Ly là Hồ Nguyên Chừng, vì giỏi về chế tạo vũ khí nên được giữ lại làm quan lo việc làm vũ khí. Nhà Hồ diệt vong có nhiều nguyên nhân, trong đó có các nguyên nhân chủ yếu như nhà Hồ mới thành lập còn non yếu, nhà Minh đang lúc thịnh vượng, quân đội lại thiện chiến, được trang bị nhiều súng đạn. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa lớn nhất vẫn là nhà Hồ làm mất lòng dân. Đây là bài học sâu sắc cho muôn đời sau. Như bác Hồ chúng ta đã nói, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Xin cảm ơn các bạn đã xem video.